Vâng, video trước thì tôi đã gửi tới cho toàn thể quý vị và các bạn đây đến các cái sản phẩm gốm ở mặt phía đằng này rồi. Thì bây giờ từ nãy giờ nói ở video trước cũng khá nhiều rồi, bây giờ nhờ em Luân sẽ trao đổi với cả quý vị và các bạn, bởi vì Luân là người gọi là trực tiếp sinh sống cũng như là làm ra các cái sản phẩm này ở cái làng nghề Phù Lãng của em Luân mà. Thế nên Luân đâu rồi? Đây thôi, Luân tự giới thiệu với cả quý bà con các cái sản phẩm của quê hương em đi. Xem là cái sản phẩm quê hương em thì thường là làm cũng đơn giản và mộc. Và thì khi mà cái nét văn hóa mà về cái làng Phù Lãng thì thường là làm những cái sản phẩm nó đậm chất vẫn là hoa sen. Hoa sen là một trong những cái bản sắc của Việt Nam mình thì không thể đúng không? Không thể chỉ còn là quá. Thì gốm nhà em thì thường là thì cái gốm nhà em thì ngày xưa làm nó mục đích là để cho cả nhà dùng, là nó chỉ là những cái niêu cái chum cái vại thôi, chứ nó cũng chưa có cái sản phẩm trồng cây nó tinh tế. Thì cái đặc sản tinh tế của ngày xưa của cái làng gốm Phù Lãng em là cái chậu lá lật này. Chậu lá lật này thì cái lá mà nó tượng trưng như những cái lá giấy lá khoai ấy. Thì khi mà làm lên thì nó đặc biệt. Ngày xưa là lấy nguyên cái hình cái lá đấy ốp vào xong cắt ra vẽ xong càng ngày càng cải biến thêm. Và hình quả đào. Bao nhiêu tiền một cái chậu như này bán ra? Cái chậu này là chậu cũ em sưu tầm. Có nghĩa là em sưu tầm những sản phẩm thêm những cái thì sản bây phẩm. Giờ là bao nhiêu tiền? Cái này là em giao lưu 2 triệu. 2 triệu đúng không? Như cái đôi bình hoa sen này là bao nhiêu tiền? Đôi bình hoa sen này là 5 triệu. 5 triệu. Đây, trong này rất là cái nhiều. Này là cũng có tuổi rồi. Trong này rất là nhiều các sản phẩm lạ. Em có thể giới thiệu cho quý bà con một số các sản phẩm như sản phẩm này anh thấy lạ lạ và hay hay để trồng cây rất là phù hợp này. Cái này thì là do 2, 4, 6 một cái chậu lục giác. Rất là nhỏ nhỏ, trồng cây bonsai mini thì tuyệt vời luôn. Giơ lên anh xem nào. Đấy. Mỹ mãn luôn. Như cái chậu này về bán ra cho bà con bao nhiêu tiền chậu này? Cái này là 500. 500 nghìn. Rất là ưng ý, hợp lý. Sưu tầm nó chỉ có một chiếc thôi. Ôi giời ơi. Thế thì nói chuyện gì, đang định bảo là nếu mà có khách hàng nó muốn đặt, ông ấy bảo có một chiếc thì nhà chị. Đặt em làm được. À thế. Giá thành nó sẽ mềm hơn. Ừ. Đặt thì làm được đúng không? Nhưng mà có thể nó không ra được màu như này đúng không? Không, màu này nó không ra. Màu nó có thể khác đi đúng không? Còn kiểu dáng như này là ok đúng không? Ok. Ok, quý vị liên hệ chỗ cô em Luân này 0935172222. Tất nhiên là bởi vì là gốm nung thì là mỗi cái lò nó sẽ ra một cái chất màu khác nhau nhá, không thể nào mà cái nào cũng giống như cái nào, nó không phải như gốm Bát Tràng hay là gốm gốm kiểu dạng gốm kia là gốm sứ à nhỉ? Gốm sứ. Đây là gốm đây là gốm sành nha quý vị nhá. Đấy. Ngày xưa tôi có xem một bộ phim Việt Nam mà người ta gốm sành này ấy, mà người ta làm ra các cái chum, các cái vỏ ấy, mà người ta nghe, người ta gõ vào cái thành chum, thành vại mà người ta biết được là gốm đấy là sành, kiểu sành sành gì á. Chất đến mức độ như thế cơ mà. Chứ người ta không cần phải ấy, người ta không cần phải sờ hay là nắn gì cả, người ta chỉ cần gõ vào thành chum. Người ta biết được là chất sành hay là chất sành gì. Đây là những cái mà em đang làm cho anh để trồng mai, nhưng mà đây em cũng cùng một lò nhưng mà ra không giống ra. Cùng một lò nhưng mà lại hai màu khác nhau đây. Không phải hai màu mà nhiều màu. Nhiều màu. Đấy quý vị và các bạn có thể thấy đúng là như vậy. Là toàn men bùn, men bùn mà đào dưới sông về lọc ra xong em trộn với cho. Những cái chậu này là để cắm cành gì? Cành mai à? Để trồng, anh ấy trồng trực tiếp cây mai trắng để bàn ấy. Cây mai nhất chi mai đúng không? Mai thì cả nhà trồng hoa cúc này, hoa nhiều loại hoa thì mình có thể trồng vào trong sản phẩm. Được cũng được nha. Như cái một cái bình này, chậu này bán ra bao nhiêu tiền hả em? Cái này là em bán 200.000. 200.000 rất là nhẹ nhàng. Và hàng thậm chí là nếu mà không có lỗ này thì đổ nước chè cũng được ấy. Đặt thì nó sẽ số lượng nhiều thì em sẽ có cái giá cho mọi người đặt. Đấy rất nhẹ nhàng 200.000 đây. Có một cái cây gọi là cây này gọi là cây thủy tức đấy. Cũng thủy trúc với thủy tức. Cũng trồng được và nhìn rất là hài hòa quý vị và các bạn có thể thấy. Đấy. Cũng khá nhiều các cái sản phẩm. Cũng nhiều cái em trồng là cũng toàn cây ở ngoài vườn vào trồng. Đấy. Để mình lưỡi hổ đấy. Trang trí.
Đây, cây này em cứ trồng hồ nước rất là tiện. Cây thủy trúc mà. Đây, các cái sản phẩm để anh em trồng trồng cây đây. Đấy. Đây các cái chậu cao cổ đấy. Đấy, như cái chậu này thì cao khoảng 30 à. Cao khoảng 30, nó rộng khoảng rộng cũng 30. Đấy. Nào đo cho anh em chi tiết cụ thể nào. Đấy cao 32, 33. Rộng đấy, rộng 30 nhá. 30. Ừ. 30 30. Thì là một cái chậu như này mà bán ra cho anh em thì bao nhiêu tiền cái chậu như này? 2 triệu. 2 triệu một chậu này kìa. 2 triệu quý vị ạ. À, quý vị và các bạn có và cái muốn thì đặt hàng cũ em sưu tập không phải hàng mới. À thế à? Dạ, cái giá thành nó giá hàng cũ. Đây là hàng cũ không phải hàng mới. Nếu mà hàng mới lại giá khác. Hàng mới thì đến hiện tại bây giờ cái chất men này thì không thể làm ra được. Chỉ có làm hàng thô cho mọi người. Có chậu hàng thô cho mọi người. Rất nhiều các cái sản phẩm nha quý vị nhá. Đấy, nói chung là giá thì không phải nhiều tiền đâu. Cho nên là quý bà con mà có ưng thì cứ đây liên hệ với cả em Luân. Một cái sản phẩm nó rất là nhìn rất là độc đáo luôn. Một đây là một vị Bồ Tát đang ấy đang ngồi thiền này. Đấy, chồng Nico à. Thế Nico dần dần phải trở thành Bồ Tát cho gì nữa anh. Đó. Tương lai thôi đúng không? Đầu chọc lóc này, dái tai dày cho này. Tương lai là để trở thành Phật đấy nhờ. Đó, nhìn rất là nghệ thuật. Phải nói là cũng rất là nhiều các cái sản phẩm. Đó, đang trưng bày. Ở đây là khu sinh thái Đầm Chành, thuộc phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Quý vị và các bạn vừa xem vừa được nghe tiếng nước chảy róc rách bên tai, nghe rất là sướng. Đây ngoài ra còn có các cái sản phẩm như là voi ngựa đây rất là nhiều đây. Đây là bạch mã, à đây là ngựa. Ngựa này thì để họ làm gì ở luôn? Cúc kia là cúc gì mà lạ đấy hả Luân à? Cúc củ cổ Sơn La. Ấy dài. Cái chậu ấy bao nhiêu tiền? Đấy là em bán triệu rưỡi. Triệu rưỡi. Mỗi một cây mà nhìn tốt nhỉ? Cây em trồng ở trên nhà. À. Đấy. Toàn bộ cây mà em Luân trang trí. Cái cây này là cái cây gì? Cây hài giáp ạ. Hài giáp á? Vâng. Là như nào? Là một trong những loại hài của Việt Nam và tên nó là hài giáp. À. Nhìn như kiểu cây này giống kiểu cây dương sỉ ấy nhỉ? Cái chậu này em bán cho anh em bao nhiêu tiền? Cái này em không bán, em chỉ trồng để trang trí chơi. Thế thì tôi nhất là ông ba mang về nhà đi cho bày ra đây thì ông ấy. Hoa lá bày ra để cho cả nhà cũng cửa cũng ngắm hoa lá thì cái gì cũng bán thì lấy đâu đâu. Nhưng mà cây này sau này nó có nở hoa này ra không? Có nở. Hoa màu gì đấy em? Hoa màu hài giáp ra màu xanh nhị, nó màu trắng. À. Nếu mà bán thì bao nhiêu tiền? Cứ thử nói nha nào. Ôi. Thằng này chứng tỏ cường có những cái mà cây mình chờ đợi nó cường phết nhỉ, chờ đợi cả 5 giờ mới được ngắm nụ. Thế cái bàn tre này bán bao nhiêu tiền? Bàn tre không phải khó. Bây giờ những cái đồ kia đấy bán bàn tre. Nhưng bàn tre ai mà nhạy đến em tặng vậy? Đấy bảo có bảo tôi hỏi bảo thằng Mạnh ấy hỏi khoai. Đây em mới có một cái chậu như này. Nhiều khi là cứ vui ở quý vị tí thôi, nhưng mà em có một đôi bên kia một chiếc nhìn em rất là quay bộ ba đấy là em giao lưu chiếc vuông xong. Rất là hài hòa và rất là tuyệt vời luôn đấy. Thì là một chiếc một đôi, còn một đôi này gọi là thống à? Dạ. Dưới nhà gọi là thống. Đấy, kích thước hôm trước đo chưa nhỉ? Đo lại kích thước đây nào. Đo lại kích thước cho anh em xem cái sản phẩm thống này cho quý vị. Thống này để làm gì là Luân à? Ngày xưa ở dưới nhà em thì thường là các cụ hay trưng làm bình phong ở sân chơi. Bình phong à? À. Giờ thì cả nhà có nhu cầu thì trồng đào này, trồng quất, cao trồng ba, đào, trồng trà. Cao 34. Trà mộc. Trồng cái trà cũng được. Cây mộc.
cây đào, cây mộc cũng được. Cao 34, rộng bao nhiêu em? Đường 50, kính là đường kính 50. Đường kính 50 quý vị nhá. Lọt lòng 40. Lọt lòng 40. Quý vị liên hệ em Luân 0935172222. Đây bên trong này. Đấy. Tức là thống này là để trồng trà, trồng đào, trồng quất. Tôi thì tôi chưa chơi thống bao giờ nhưng mà phải hỏi. Đây một đôi, bên kia một chiếc, bên này một chiếc. Đó. Rất là nuột. Thì thực ra em Luân thì có rất là nhiều các cái sản phẩm gốm Phù Lãng, và sinh ra và lớn lên tại đất Phù Lãng thuộc tỉnh Bắc Ninh, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Thì quý vị và các bạn có thể là liên hệ trực tiếp với cả em Luân này. Em Luân cũng có thể đưa lên làng nghề để thăm cũng như là giới thiệu một số các cái sản phẩm ở làng nghề Phù Lãng đấy. Về tự tay tạo tác và em sẽ nung rồi. Rồi, cảm ơn Luân rất là nhiều, cũng như là cảm ơn toàn thể quý khán giả theo dõi cái video này. Nếu như mà quý vị và các bạn có nhu cầu, kể cả các bác mà làm nghề kinh doanh mà buôn bán các cái loại gốm sứ hay là các cái sản phẩm để phục vụ cho bà con toàn quốc ấy, thì cứ liên hệ chỗ sản xuất của em Luân này, 0935172222, em ấy sẽ đáp ứng được cho toàn thể quý vị và các bạn. Rồi, tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Tôi xin phép dừng cái video ở đây.